Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 12. Đây là những thầy tế lễ và người Lê Vi theo Sơ-rô-ba-bên, con trai của Sa-la-thi-ên và Giê-xua mà đi lên. Sê-ra-gia, Giê-rê-mi, E-sơ-ra, A-ma-ria, Ma-lúc, Ha-túc, Sê-ca-nia, Rê-hum, Mê-rê-mốt, I-đô, Ghi-nê-thôi, A-bi-gia, Mi-gia-min, Ma-a-đia, Bin-ga, Sê-ma-gia, Yô-gia-ríp, Giê-đa-gia, Sa-lu, A-móc, Hinh Kia và Giê-đa-gia. Đó là quan trưởng của những thầy tế lễ và anh em của họ trong đời Giê-xua. Những người Lê-vi là Giê-xua, Bin-nui, Các-mi-en, Sê-rê-bia, Giu-đa và Mác-ta-nia là người với anh em mình coi sóc việc hát khen ngợi. Lại có Bác-bu-kia, U-ni cùng các anh em mình. Họ thay đổi phiên nhau trong công việc mình. Giê-xua sanh Giô-gia-kim, Giô-gia-kim sanh Eli-a-síp, Eli-a-síp sanh Giô-gia-đa, Giô-gia-đa sanh Giô-na-thang, Giô-na-thang sanh Gia-đua. Này là trưởng tộc của những thầy tế lễ trong đời Giô-gia-kim, về họ Sê-ra-gia, Mê-ra-gia, về họ Giê-rê-mi, Hanania, về họ E-sơ-ra, Mê-su-lam, về họ A-ma-ria, Giô-ha-nang, về họ Mê-lu-ki, Giô-na-thang, về họ Shebania, Joseph, về họ Harim, Akna, về họ Merayot, Henkai, về họ Ido, Sachari, về họ Ginethon, Mesulam, về họ Abia, Siegri, về họ Minjamin và Moadia, Phintai, về họ Binga, Samua, về họ Shemaya, Jonathan, về họ Yoyarib, Mactenai, về họ Yedaya Usi, về họ Salai, Kalai, về họ Amok, Ebe, về họ Hinkia, Hashabia, về họ Yedaya, Netaneen. Về người Levi, các trưởng tộc của họ đã biên tên vào sổ trong đời của Eliashib, Yoyada, Yohanan và Yadua. Còn những thầy tế lễ thì biên tên vào sổ trong đời Darius nước Pherusha. Các trưởng tộc của người Lê-vi có ghi tên vào sách sử ký cho đến đời Giô-hanan, con trai của Eliashib. Các trưởng tộc của người Lê-vi, Hashabia, Sê-rê-bia và Giê-xua, con trai của Các-mi-en và các anh em người đứng đối nhau, từng ban từng thứ, đặng ngợi khen và cảm tạ, tùy theo lệnh của David, người của Đức Chúa Trời. Mác-ta-nia, Bác-bu-kia, Ô-ba-đia, Mê-su-lam, Tân-môn và A-cúp là kẻ canh giữ cửa, giữ các kho bên cửa thành. Các người này ở về đời Giô-gia-kim, con trai của Giê-xua, cháu Giô-sa-đác, về đời Nê-hê-mi quan tổng trấn và về đời E-sơ-ra làm thầy tế lễ và văn sĩ. Khi khánh thành các vách thành Giê-ru-sa-lem, thì người ta sai gọi các người Lê-vi ở khắp mọi nơi, đặng đem chúng về Giê-ru-sa-lem để dự lễ khánh thành cách vui vẻ, có tiếng khen ngợi và ca hát theo chập chỏa, đờn cầm và đờn sắt. Các người ca hát đều hiệp lại từ đồng bằng xung quanh Jerusalem, các làng người Netophatit, lại từ Bết Ginggan, từ đồng bằng Geba và Atmavet, vì những người ca hát đã xây cho mình các làng ở chung quanh thành Jerusalem. Những thầy tế lễ và người Lê-vi dọn mình cho thánh sạch, cũng dọn cho thánh sạch dân sự, các cửa và vách thành. Bây giờ tôi biểu các quan trưởng Giu-đa lên trên vách thành, rồi phân làm hai tốp lớn kéo nhau đi để cảm tạ. Một tốp đi về phía hữu trên vách thành tới cửa phân. Sau chúng có Hô-sa-gia và phân nửa số các quan trưởng Giu-đa cùng A-sa-ria, E-sơ-ra, Mê-su-lam, Giu-đa, Binh-gia-min, Sê-ma-gia, Giê-rê-mi và mấy con trai của những thầy tế lễ cầm kèn. Sa-cha-ri, con trai của Giô-na-thang, cháu của Sê-ma-gia, chắc của Mác-ta-nia,
chít của Miche. Miche là con trai của Sát-cua, cháu của A-sáp, cùng các anh em người là Shemaya, Asaren, Milalai, Gilalai, Maai, Nethaneel, Juda và Hanani, cầm những nhạc khí của David người của Đức Chúa Trời và Ezra người văn sĩ đi ở đằng trước chúng. Từ cửa suối ở ngay mặt, chúng đi thẳng lên các nấc thành David, tại nơi đốc vách thành ở trên đền David và đến cửa nước về phía đông. Còn tốp cảm tạ thứ nhì đi trên vách thành đối ngang lại với tốp thứ nhất. Còn tôi đi ở sau họ với phân nửa dân sự, từ tháp các lò cho đến vách rộng, đi qua trên cửa Ephraim, gần bên cửa cũ, cửa cá, tháp Hananeen và tháp Mea đến cửa chiên. Chúng dừng lại tại cửa ngục. Đoạn, hai tốp cảm tạ dừng lại trong đền Đức Chúa Trời. Tôi và phân nửa quan trưởng theo tôi cũng làm vậy. Và những thầy tế lễ cầm kèn là Eliakim, Maaseya, Minyamin, Miche, Elioenai, Sachari và Hanania. Lại có Maaseya, Shemaya, Eleasa, Usi, Yohanan, Mankiya, Elam và Ese. Những kẻ ca hát tiếng lớn có Yitrahia dẫn dắt. Trong ngày đó, chúng dâng những của lễ trọng thể và vui vẻ, vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi. Các người đàn bà và con trẻ cũng vui mừng nữa. Sự vui mừng của thành Jerusalem vang ra rất xa. Trong ngày đó, người ta lập kẻ coi sóc các phòng kho tàng về của lễ dâng dơ lên, về của đầu mùa, về thuế một phần mười, đặng thâu vào nó, tùy theo đồng của các thành, phần của những thầy tế lễ và người Lê Vi mà luật pháp đã chỉ định. Vì Giu-đa vui mừng nhân những thầy tế lễ và người Lê Vi đứng hầu việc. Chúng, luôn với những kẻ ca hát và kẻ giữ cửa đều giữ trách nhiệm của Đức Chúa Trời và việc dọn mình thánh sạch, tùy theo mạng lệnh của David và Salomon con trai người. Vì ngày xưa về đời David và Asaph, có những quan trưởng coi sóc những kẻ ca hát và có bài hát khen ngợi cảm tạ Đức Chúa Trời. Trong đời Zerubbabel và Nehemi, cả Israel đều cấp phần cho kẻ ca hát và người canh giữ cửa, ngày nào cần dùng theo ngày nấy, cũng để riêng phần của người Lê-vi, và người Lê-vi để riêng phần của con cháu A-rôn. Chương 13. Trong ngày đó, người ta đọc sách Môi-se có dân sự nghe. Trong đó có chép rằng, người Am-môn và người Mô-áp đời đời không được vào hội của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng nó không đem bánh và nước đến đón dân Israel, song dùng bạc thỉnh Ba-la-am đến rủa sả dân Israel. Nhưng Đức Chúa Trời chúng tôi đổi sự rủa sả ra sự phước hạnh. Sảy khi chúng đã nghe luật pháp rồi, bèn phân rẽ khỏi Israel các dân ngoại bang. Và trước việc đó, thầy tế lễ Eliashib mà đã được lập coi sóc các phòng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi và là bà con với Tobia, có sắm sửa cho người ấy một cái phòng lớn, là nơi trước người ta dùng để những của lễ chay, hương liệu, khí dụng, thuế một phần mười về lúa mì, rượu mới và dầu, tức những vật theo lệ đã định cho người Lê Vi, kẻ ca hát và người canh giữ cửa, luôn với của lễ dâng dơ lên của thầy tế lễ. Khi các điều đó xảy đến, thì không có tôi ở tại Jerusalem, vì nhằm năm thứ 32 đời Artaxerxes vua Babylon, tôi mắc phải trở về cùng vua. Cuối một ít lâu, tôi có xin phép vua đặng đi. Tôi đến Jerusalem, bèn hiểu điều ác mà Eliashib vì Tobia đã làm ra, vì có sắm sửa cho người một cái phòng trong hành lang của đền Đức Chúa Trời. Tôi thấy điều đó lấy làm cực tệ, nên quăng ra khỏi phòng ấy các vật dụng của nhà Tobia. Đoạn, tôi biểu người ta dọn cái phòng ấy cho sạch sẽ. Kế ấy, tôi đem vào lại các khí dụng của đền Đức Chúa Trời, của lễ chay và hương liệu. Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê Vi cho họ. Vì vậy những kẻ ca hát và người Lê Vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức cũ mình. Bây giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế một phần mười về lúa mì,
rượu mới và dầu. Tôi đặt Selemia, thầy tế lễ Sa-đốc, Ký Lục và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng, còn Hanan, con trai của Sát-cua, cháu Mát-ta-nia làm phó. Các người ấy được kể là trung thành và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đức Chúa Trời tôi ơi, vì cớ điều này xin nhớ đến tôi và chớ bôi xóa các việc tốt lành mà tôi đã làm vì đền của Đức Chúa Trời tôi và về điều phải gìn giữ tại đó. Về lúc đó, tôi thấy trong Giu-đa mấy người ép nho nơi máy ép rượu nhằm ngày Sa-bát, đem bó lúa mình vào, chở nó trên lừa và cũng chở rượu, trái nho, trái vả và các vật nặng mà đem về Jerusalem trong ngày Sa-bát. Ngày chúng nó bán vật thực ấy, tôi có làm chứng nghịch cùng chúng nó. Cũng có người Ti-rơ ở tại đó đem cá và các thứ hàng hóa đến bán cho người Giu-đa và tại thành Jerusalem trong ngày Sa-bát. Bây giờ tôi quở trách các người tước vị Giu-đa mà rằng: việc xấu xa các ngươi làm đây là chi mà làm cho ô uế ngày Sa-bát? Tổ phụ các ngươi há chẳng đã làm như vậy sao? Nên nỗi Đức Chúa Trời há chẳng có dẫn tai họa kia đến trên chúng ta và trên thành này ư? Còn các ngươi làm ô uế ngày Sa-bát mà tăng thêm cơn thạnh nộ cho Israel. Ấy vậy, khi các cửa Jerusalem khởi khuất trong bóng tối trước ngày Sa-bát, tôi bèn truyền người ta đóng cửa lại và dặn biểu chúng nó chỉ mở nó ra sau ngày Sa-bát. Lại cắt đặt mấy kẻ trong đầy tớ tôi giữ cửa để không ai gánh chở đồ vào thành trong ngày Sa-bát. Vậy, kẻ buôn người bán các thứ hàng hóa một hai lần ban đêm phải ngủ ở ngoài thành Jerusalem. Đoạn tôi quở trách chúng nó mà rằng: cớ sao các ngươi ban đêm ngủ tại trước vách thành như vậy? Nếu các ngươi còn làm nữa, tất ta sẽ tra tay trên các ngươi. Từ lúc đó về sau, chúng nó không có đến nhằm ngày Sa-bát nữa. Tôi dạy biểu người Lê-vi hãy dọn mình cho thánh sạch và đến canh giữ các cửa, đặng biệt ngày Sa-bát ra thánh. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy vì tôi nhớ đến điều đó và xin thương xót tôi tùy sự nhân từ lớn lao của Ngài. Cũng trong lúc đó, tôi thấy những người Giu-đa lấy đàn bà Ách-đốt, A-môn và Mô-áp làm vợ. Con cái của chúng nó nói phần nửa tiếng Ách-đốt, không biết nói tiếng Giu-đa, nhưng nói tùy theo tiếng của dân này hay là dân kia. Tôi quở trách chúng nó, rủa xả chúng nó, đánh đập một vài người trong chúng nó, nhổ tóc chúng nó, biểu chúng nó chỉ Đức Chúa Trời thề mà rằng: các ngươi sẽ không gả con gái mình cho con trai họ, hay là cưới con gái họ cho con trai mình, hoặc là cưới cho chính mình các ngươi. Salomon, vua Israel, há chẳng có phạm tội trong điều đó sao? Vả, trong nhiều dân tộc, không có một vua nào giống như người. Người được Đức Chúa Trời của mình thương yêu, và Đức Chúa Trời đặt người làm vua trên cả Israel. Dẫu vậy, người cũng bị đàn bà ngoại bang xui cho phạm tội. Chúng ta há sẽ nghe theo các ngươi mà làm những điều ác lớn này, lấy người đàn bà ngoại bang mà vi phạm cùng Đức Chúa Trời chúng ta sao? Có một trong các con trai của Yoyada, cháu Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, là rể của Sanballat người Horon, vì cớ ấy tôi đuổi hắn khỏi tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi ơi, xin nhớ lại chúng nó, vì chúng nó đã làm ô uế chức tế lễ và sự giao ước của chức tế lễ và của người Lê-vi. Như vậy, tôi dọn sạch chúng cho khỏi các kẻ ngoại bang và định ban thứ cho những thầy tế lễ và người Lê-vi, mỗi người trong chức việc mình, cũng khiến dân sự dâng củi theo kỳ nhất định và các thổ sản đầu mùa. Đức Chúa Trời tôi ơi, xin hãy nhớ đến tôi mà làm ơn cho tôi. Thư thứ nhất của Phao-lô gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, chương 1. Phao-lô, Sin-van và Ti-mô-thê gửi cho hội thánh ở thành Tê-sa-lô-ni-ca, hội trong Đức Chúa Trời là Cha và trong Đức Chúa Giê-su Christ Chúa chúng ta. Nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Chúng tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta. Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu,
chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép, Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Vì anh em biết rõ cách chúng tôi ở giữa anh em và lòng yêu thương đối với anh em là thế nào. Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó, đến nỗi anh em trở nên gương tốt cho hết thảy tín đồ ở xứ Macedon và xứ Achai. Vì đạo Chúa không những từ nơi anh em vang ra trong xứ Macedon và Achai thôi đâu, nhưng đức tin mà anh em có trong Đức Chúa Trời đã đồn khắp mọi nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói đến nữa. Và mọi người đều thuật lại thế nào anh em đã tiếp đãi chúng tôi và thế nào đã trở lại cùng Đức Chúa Trời, bỏ hình tượng đặng thờ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, đặng chờ đợi con Ngài từ trên trời là Đức Chúa Giêsu mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại, tức là đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thành nộ ngày sau. Chương 2. Hỡi anh em, chính anh em biết rõ rằng chúng tôi đã đến nơi anh em ấy chẳng phải là vô ích đâu. Nhưng sau khi bị đau đớn và sỉ nhục tại thành Philip, như anh em đã biết, thì chúng tôi trông cậy Đức Chúa Trời, cứ rao truyền đạo tin lành của Đức Chúa Trời cách dạng dĩ giữa cơn đại chiến. Vì sự giảng đạo của chúng tôi chẳng phải bởi sự sai lầm hoặc ý không thanh sạch, cũng chẳng dùng điều giả dối. Nhưng vì Đức Chúa Trời đã xét chúng tôi là xứng đáng giao cho việc giảng tin lành, nên chúng tôi cứ nói, không phải để đẹp lòng loài người, nhưng để đẹp lòng Đức Chúa Trời là đấng dò xét lòng chúng tôi. Và anh em có biết, chúng tôi không hề dùng những lời vua nịnh, cũng không hề bởi lòng tư lợi mà làm. Có Đức Chúa Trời chứng cho. Dẫu rằng chúng tôi có thể bắt anh em tôn trọng chúng tôi vì là sứ đồ của đấng Christ, song cũng chẳng cầu vụ vinh hiển đến từ loài người, hoặc từ nơi anh em, hoặc từ nơi kẻ khác. Nhưng chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy. Vậy vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em không những tin lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao. Hỡi anh em còn nhớ công lao khó nhọc của chúng tôi, ấy là trong khi chúng tôi giảng tin lành cho anh em, lại cũng làm việc cả ngày lẫn đêm để cho khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Anh em làm chứng, Đức Chúa Trời cũng làm chứng rằng cách ăn ở của chúng tôi đối với anh em có lòng tin thật là thánh sạch, công bình, không chỗ trách được. Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con, khuyên lơn, yên ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời, là đấng gọi anh em đến nước Ngài và sự vinh hiển Ngài. Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời. Vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Hỡi anh em thật đã trở nên người bắt chước các hội thánh của Đức Chúa Trời tại xứ Giu-đê là các hội thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Anh em đã chịu khổ bởi người đồng xứ mình, cũng như chính các hội thánh ấy chịu khổ bởi người Giu-đa, là người đã giết Đức Chúa Giê-xu và các đấng tiên tri, đã bắt bớ chúng tôi, làm trái ý Đức Chúa Trời và thù nghịch với mọi người nữa, ngăn trở chúng tôi giảng dạy dân ngoại cho được cứu, lại hằng đầy dẫy cái lượng tội lỗi mình. Nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sau hết đã đến trên họ. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy cách nhưng lòng không cách, chúng tôi đã nôn nã biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy, đã hai lần chúng tôi, nhất là tôi, Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Há chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giê-xu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Chương 3. Vì không thể chờ đợi được nữa,
nên chúng tôi thà đành ở lại một mình tại Athens và sai Timôthê là anh em chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi và anh em đã biết rõ. Vậy không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em mà công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng? Nhưng Timôthê ở nơi anh em mới trở về đây có thuật cho chúng tôi tin tốt về đức tin cùng lòng yêu thương của anh em. Người lại nói rằng anh em thường tưởng nhớ chúng tôi và ao ước gặp chúng tôi, cũng như chính chúng tôi ước ao gặp anh em vậy. Hỏi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó. Vì hiện nay chúng tôi sống là tại anh em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm thế nào đặng đủ tạ ơn Đức Chúa Trời về anh em? Vì chúng tôi bởi cớ anh em được đầy lòng vui vẻ ở trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày, chúng tôi cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi lại gặp anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Nguyện xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng đối với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ Ngài. Thi Thiên thứ 8. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Nhưng vì các cừu địch Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đăng bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Cả loài chiên, loài bò, đến đổi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con.
Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.